Bây giờ mình sẽ cho một lượt su nữa vào. Cái lượt su lúc nãy mình cho lâu quá rồi. Thế này nó sẽ không lấy được nước à? Đúng rồi. Đây, em cam cho vào đi. Rồi, cam chọn xem là cam thích uống loại nào đây, cam ấn xuống nào. Dâu tây à? Được rồi, thế thì em gạt cần số 1 đi. Rồi. Dâu tây ra rồi đây. Yeah, một bình nước dâu tây này. Đến mai mới được cái củi về để đốt lửa nướng thịt. Sao ở đây lại nhiều bò thế nhỉ? Bò từ đâu mà lại đi đầy ra đây thế này? Ui, cái bình nước của mình để đây bị sao lại hết rồi thế này? Rõ ràng là mình để đầy một bình nước cơ mà. Ôi thôi chết rồi. Hay là bò ở đây uống hết nước của mình rồi. Thế này thì làm thế nào bây giờ? Đi cắm trại mà hết sạch nước thế này rồi thì làm sao mà ở lại đây được nữa. Thế này thì khát chết mất. Đúng rồi, lều của bạn Trang với cả em Cam ở bên kia. Mình phải sang mình xin ít nước mới được. Lều của bạn Trang với cả em Cam đây rồi. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi bố? Anh là nhím đây. Nếu là nhím cho xem tai. Hả? Nếu là thỏ thì mới cho xem tai chứ. Nhím thì làm gì có cho xem tai. Nhưng mà thôi được rồi. Đây, tai đây. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi. Cái tai này thì đúng là tai của bạn nhím rồi. Mời bạn nhím vào trong nhà của chúng tớ. Ui giời, hai chị em cậu đây còn vẽ chuyện xem tai mới cả xem gà. Cho tớ vào cái này, tớ có việc đây. Việc gì thế mà cậu vào nhà chúng tớ từ sáng sớm vậy? Tớ đi picnic nhưng mà để bình nước ở đấy xong rồi đi kiếm củi để đốt lửa. Thế nào mà có một đàn bò đến uống hết cả nước của tớ có ở đây này. Chả còn một giọt nào nữa cả. Thế nên tớ sang đây hỏi hai chị em cậu có nước không, cho tớ một ít. Chứ nếu không á thì bây giờ chả nhẽ này phải đi về à? Nước à? Tớ tưởng cái gì, nước thì nhà tớ không thiếu. Đây này, bình nước nhà tớ đây. Em Cam, rót mời anh Nhím một cốc nước đi. Here we go. Ui, bình nước lại còn khủng long cơ. Đúng rồi, khủng long nhỏ dễ thương đấy. Em mời anh. Anh xin nhá. Bé quá, còn rót ra nhanh. Cốc này của cậu bé nhỉ. Nước ngon quá, cho anh xin thêm hôm nữa. Hát quá, từ sáng tới giờ. Đâu? Đâu? Để tôi bắt xem nào. Ô. Ô chết. Sao cậu uống thế nào lại uống nhiều thế? Uống hết cả bình nước của nhà tớ rồi. Chị em nhà tớ cũng chỉ có mỗi một bình nước này thôi đấy. Cũng có mỗi một bình nước thế này thôi à? Đúng rồi. Nhưng mà tớ mới uống được có mỗi 1, 2, 3 cốc mà đã hết rồi. Ui giời, tớ cứ tưởng là cậu nhiều nước lắm cơ. Tớ mang đầy một bình này đi. Thế nhưng mà từ sáng tới giờ chị em nhà tớ cũng uống gần hết rồi. Bây giờ cậu vào, cậu uống nốt hết sạch rồi này. Bọn tớ định cắm trại qua đêm cơ. Nhưng mà bây giờ hết nước thế này thì làm sao bây giờ nhỉ em Cam? Mình ra cây uống. Này các cậu ơi, nhìn xung quanh đây này, toàn là đồng ruộng với cả cây cối. Chỉ có cây thôi, chứ làm gì có cây bán nước ở đây. Cây bán nước ấy thì người ta chỉ bán ở trong thành phố thôi, chứ ở ngoài vùng cắm trại thế này thì không có đâu. Chờ em một tí. Chờ em một tí á? 5 minutes later. Mọi người đây, mọi người đây. Đây á. Đây. Đưa đây, chị giúp nào. Đây, đây là cây bán nước tự động à? Aha. Wow. Nhìn trông lạ ghê. Đâu, đưa đây anh xem nào. Cây bán nước à? Trông ở trong đây đúng là nó cũng có những cái bình nước nhỏ nhỏ đây này. Đúng rồi, nhìn này. Nước dâu tây, nước cam, nước dưa hấu, đủ các loại nước luôn. Ui, thế này á, thì con mà uống thỏa thích các cậu ạ. Wow. Các cậu ơi, đúng là một cái cây bán nước thật này. Cái này là cái gì đây nhỉ? Ui, cái này hình như là đồng tiền ấy. À, tiền xu để mua nước đúng không các cậu? Cái này ấy, nó là một đồng tiền xu. Mình sẽ nhét vào đây có đúng không Cam? Đây, cho em Cam nhét vào nào. Đấy. À, nó phát tiếng nhạc rồi. Hình như là phải đút xu thì nó mới nhả nước ra đúng không? À,
xong rồi mình sẽ chọn 1, 2 hoặc là 3 cậu ơi. Nhưng mà trước khi ấy, trước khi mà nó có thể nhả được nước ra thì mình phải lắp mấy cái bình nước này vào đã này. Bình nước ở bên ngoài này đúng không? Đúng rồi. Tách ra để lấy bình nước. Một bình này. Rất là nhiều bình nước luôn. Đây. Mình sẽ theo cái chỉ dẫn ở đây này. Đầu tiên ấy là cái này sẽ là nước dưa hấu. Cho bình dưa hấu vào này. Em cam cho vào đi. Cho bình dưa hấu này. Bình nước tiếp theo sẽ là bình nước cam. Cam tìm bình nước cam cho vào cam ơi. Here we go. Cam đây. Đây, một bình nước cam này. Cho vào đây. Một bình nước cam nữa này. Cho vào đây. Bình tiếp theo sẽ là bình nước vị dâu tây. Cam cho vị dâu tây vào đây. Here we go. Rồi, cho tiếp bình dâu tây vào nào. Nào, bây giờ mình sẽ cho một lượt su nữa vào. Cái lượt su lúc nãy mình cho lâu quá rồi. Đây này nó sẽ không lấy được nước à? Đúng rồi. Đây, em cam cho vào đi. Rồi, cam chọn xem là cam thích uống loại nào. Đây, cam ấn số nào. Dâu tây à? Được rồi, thế thì em gạt cần số 1 đi. Rồi. Dâu tây ra rồi đây. Một bình nước dâu tây này. Thế thì anh đang khát, anh sẽ uống nước cam nhá. Nước cam là gạt cần số 2 này. Gạt một cái này. Để anh, để anh, cái này là của anh mà. Ui trời ơi, mình đã có một ly nước cam rồi. Nhưng mà trời nắng như thế này, uống nước không thì không đã các cậu ạ. Ở đây tớ phát hiện ra nó còn có các viên đá này, 4 viên đá. Đây, lấy 4 viên đá lại nhá. 1 viên, 2 viên, 3 viên. 4 viên đá, mình sẽ cho đá vào cây nước tự động để đá làm mát nước nhá. Cho đá đây đúng không? Đúng rồi, cậu cho vào đấy đi. Rồi, em cam cho đi. Được rồi. Ở đây sẽ có một cái âu để lấy đá này này các cậu ơi. Bây giờ nhá, mình sẽ thò vào đây, ấn cái đáy này xuống này. Đây. Được 2 viên đá luôn. Ngon chưa, ngon chưa? Cái máy bán hàng này thú vị thật đấy. Thế nhưng mà khi chúng mình dùng hết tiền rồi thì làm sao để lấy nước hả cậu? Cậu yên tâm, ở phía sau đây này nó sẽ có một cái cửa này. Cửa này là cửa lấy tiền xu ra. Đấy, tay em cam nhỏ lấy tiền xu ra đi. 1 đồng này, 2 đồng ở đây luôn. Ôi, xong đàn bò đang đến rồi. Ui, đây là kia đàn bò lúc nãy. Nó uống hết nước của tớ đây. Hay là đàn bò nó thấy mình lại có nước mới, thế nên là nó lại đến đây này cậu nhỉ. Ui, thế thì chúng mình phải mau mau rời khỏi đây thôi. Đúng rồi, phải ôm cái cây nước này, chạy đi thôi. Đi thôi, đi lên. Đàn bò đuổi tới nơi rồi. Chạy thôi.